Nhật Kim Anh. Vẻ ngoài một mạc, chân chất của thị bình Nhật Kim Anh trong Tiếng Sét Trong Mưa. Nhật Kim Anh trong bộ phim Hóa Thân Vào Vai Thị Bình, một cô gái có bề ngoài một mạc, chân chất. Nếu như cuộc đời của thị bình phải trải qua nhiều biến cố, ngoài đời, Nhật Kim Anh cũng từng trải qua nhiều chuyện đời tư không hạnh phúc. Nhật Kim Anh sinh năm 1985, cô được biết tới với hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Người đẹp tham gia vào rất nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh và để lại tuyệt vời trong lòng khán giả. Diễn xuất của Nhật Kim Anh để lại rất nhiều tuyệt vời trong lòng khán giả. Vượt qua nhiều sóng gió, Nhật Kim Anh ngày càng nổi tiếng và dễ thương. Ở ngưỡng tuổi 40, nữ diễn viên vẫn sở hữu thân hình gợi cảm với những đường cong nóng bỏng, khác hẳn vẻ quê mùa, cam chịu của thị bình trong phim. Ngoài đời, Nhật Kim Anh là một trong số những nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nóng bỏng của showbiz Việt. Thảo Trang. Thảo Trang đảm nhận vai Hạnh Nhi, một tiểu thư đoan trang, đài cát. Thảo Trang đảm nhận vai Hạnh Nhi là bà xã hai của cậu ba Khải Duy. Đến với bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, nữ diễn viên thu được những nhận xét tích cực từ khán giả với diễn xuất hiện đại và nhan sắc sang trọng, kiêu kỳ, lột tả chiến thắng nhân vật Hạnh Nhi, một tiểu thư đoan trang, đài cát. Thảo Trang từng được biết đến là bà xã của cựu cầu thủ Phan Thanh Bình. Cặp đôi chia tay vào năm 2015 và kể từ sau đổ vỡ với chồng cũ, Thảo Trang đã quay trở lại ngành giải trí và hoạt động rất tích cực trong các hoạt động nghệ thuật. Từng là một người mẫu nên Thảo Trang sở hữu dốc dáng vô cùng nóng bỏng với chiều cao 1m3. Cao Thái Hà. Vai diễn hai sáng của Cao Thái Hà trong phim để lại rất nhiều tuyệt vời. Cao Thái Hà là nữ diễn viên dễ thương, năng lực của màn ảnh Việt trong những ngày gần đây. Tên tuổi của nữ diễn viên phủ sóng trên các phương tiện truyền thông qua loạt phim Vũ Khí Sắc Đẹp, Đồng Tiền Quỷ Án, Hậu Duệ Mặt Trời Bản Việt, Bán Chồng, Tiếng Sét Trong Mưa. Nhiều năm gắn bó với diễn xuất, nữ diễn viên thu được nhiều lời khen ngợi khi năng lực diễn xuất ngày càng điêu luyện và hấp dẫn khán giả. Cao Thái Hà sở hữu gương mặt dễ thương và dáng người chuẩn ba dòng quyến rũ. Cô kém xuyên diện y phục bikini để khoe body nóng bỏng của mình. Với lợi thế gương mặt và ngoại hình, Cao Thái Hà từng đạt được nhiều chiến thắng cao trong các cuộc thi nhan sắc như người có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Hoa Khôi Xứ Dừa, từng thi Hoa Hậu Việt Nam 2008, lọt vào top 5 cuộc thi Nữ Hoàng Trang Sức 2011 và giải trình bày trang sức đẹp nhất. Lê Bê La. Cô hầu gái hiểm Lê Bê La xấu xa và lem luốc trong phim. Một mỹ nhân trong làng diễn viên Việt khác xuất hiện trong bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa là Lê Bê La. Trong phim, Lê Bê La vào vai hiểm một cô hầu gái kém xuất hiện với bề ngoài đầu bù tóc rối, lem luốc khó coi. Lê Bê La sở hữu dốc dáng săn chắc và quyến rũ. Khác biệt với cô hầu gái xấu xa, lem luốc và đầy âu sầu trên phim, ở ngoài đời, Lê Bê La sở hữu dốc dáng săn chắc với những đường cong bốc lửa. Lê Bê La diện bikini khoa body gợi cảm. Dù không quá cao nhưng ba dòng của người đẹp vô cùng cân đối. Ở tuổi U40 và đã trải qua một lần sinh nở nhưng nữ diễn viên vẫn gây lưu ý với phong cách thời trang gợi cảm, khá táo bạo đời kém. Hiện tại, Lê Bê La có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng và một cậu con trai kháo khỉnh. Anh Kiều. Tạo hình hồn nhiên, trong sáng của Anh Kiều trong phim. Nữ diễn viên Anh Kiều vào vai con gái của thị bình trong phim sở hữu vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng. Cô là một gương mặt khá quen thuộc với màn ảnh Việt, từng góp mặt trong nhiều phim, Cù Lao Lúa, Đam Mê Nghiệt Ngã, Chiếc Vòng Ngọc Huyết, Cô Ba Sài Gòn, Về Quê Ăn Tết. Anh Kiều sở hữu phong cách thời trang khá sành điệu và tinh tế. Người đẹp sinh năm 1989 kém được nhận xét là khá trẻ trung so với độ tuổi. Dù dốc dáng cân đối nhưng nữ diễn viên cũng cá biệt đăng những hình ảnh quá nóng bỏng trên trang cá nhân.
sở hữu nụ cười duyên, làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú, cô được đánh lạnh là diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Việt. Danh Kiều sở hữu nụ cười duyên cùng gương mặt thanh tú.